O.J. Simpson, bộ phim hoạt hình khiến khán giả nổi da gà vì như một lời tiên tri. Sự kiện xả nước thải hạt nhân từng xuất hiện trong The Simpsons. Bộ hoạt hình dự đoán đúng vụ đắm tàu Titan, sự ra đi của nữ hoàng Anh. Lời giải thích cho việc The Simpsons tiên tri đúng từng sự kiện, liệu tác giả thật sự biết trước tương lai? Có một khái niệm hoàn toàn có thể lý giải được sự trùng hợp kỳ lạ này, đó chính là hindsight bias. Hiện tượng này là khi con người ta thường tin rằng mình đã biết trước được kết quả, nhưng chỉ sau khi sự kiện thực sự đã xảy ra. Quay lại sự kiện đám tàu ngầm Titan, chỉ sau khi nó đã xảy ra, người ta mới quay trở lại tìm trong The Simpsons xem nó có vô tình trùng với tình tiết của tập phim nào không. Và các bạn biết đấy, với một series đã kéo dài tới hơn 20 năm với gần 800 tập phim như The Simpsons thì mình nghĩ không khó để tìm ra đâu. Ví dụ như việc Denver dự đoán đề văn vậy, lyric của anh vốn nổi tiếng giàu hình ảnh nên việc nó trùng với một vài tác phẩm văn học cũng đâu phải là quá lạ đúng không nào? Tất cả chỉ là một cú lừa của tâm trí chính chúng ta mà thôi. The Simpsons hay với tên gọi tiếng Việt quen thuộc Gia đình Simpson là một series phim hoạt hình hài kịch tình huống nổi tiếng của Mỹ. Bộ phim ra mắt từ tháng 12 năm 1989 và được phát sóng từ đó đến nay lên tới 750 tập phim. Mặc dù ban đầu chỉ là một bộ phim hoạt hình bình thường, được công chúng đón nhận và gặt hái được nhiều thành tích, song The Simpsons bắt đầu gây hoang mang cho người xem khi lần lượt các tình tiết có trong Gia đình Simpson lại trùng hợp kỳ lạ với các sự kiện diễn ra trong tương lai. Nổi tiếng gần đây nhất của The Simpsons có lẽ là loạt bộ phim nhắc đến các tình tiết về việc xả thải xuống biển cùng vụ đắm tàu trên phim. Nó trùng hợp với những sự kiện đã diễn ra trong thời gian vừa qua. Đối với vụ xả thải trong The Simpsons, khán giả cho rằng nó hoàn toàn trùng khớp với sự kiện xả nước thải xuống biển, gây tranh luận khắp nơi. Trước đó, vào tháng 6 năm nay, vụ đắm tàu Titan cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Và Gia đình Simpson lại một lần nữa nổi lên khi trong số hơn 700 tập phim của series hoạt hình này có khắc họa tình tiết tàu ngầm gặp sự cố. Đáng nói, trong phim còn nhắc chính xác chi tiết cha con nhà tỷ phú, mà ở vụ đắm tàu Titan, trong số người gặp nạn cũng có đôi cha con như vậy. Thế nên, điều này càng làm người xem thêm phần tin tưởng hơn vào giả thuyết Gia đình Simpson chính là một lời tiên tri dành cho tương lai. Không chỉ những sự kiện này mà trước đó, Gia đình Simpson đã nhiều lần đoán trúng những sự kiện xảy ra trong tương lai. Từ vụ tòa tháp đôi ngày 11 tháng 9 đến sự ra đi của nữ hoàng Anh, tất cả đều khiến người xem phải nổi da gà vì Gia đình Simpson làm phim như đang tiên tri vậy. Theo nhiều người ưa thích bộ phim này thống kê, Gia đình Simpson đã tiên đoán trúng ít nhất 20 sự kiện và khả năng con số này sẽ còn tăng cao. Trước việc The Simpsons liên tiếp đưa ra những tiên đoán đúng về tương lai, một số lời giải thích đã được đưa ra về sự kỳ diệu của series phim hoạt hình này. Theo một nam TikToker chia sẻ, cho rằng việc The Simpsons có thể tiên tri là điều không hề có. Anh đã đưa ra một khái niệm khác, giải thích cho việc những tập phim của The Simpsons trùng khớp với các sự kiện tương lai. Mặc dù lời giải thích này cũng khá có lý, song cư dân mạng vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục. Theo họ, ở The Simpsons, không chỉ đúng với sự kiện diễn ra ngoài đời thật, mà cả trang phục, cách đi đứng, hành động đều chuẩn xác tới từng chi tiết, thậm chí có những tập như một thước phim quay lại chứ chẳng còn là dự đoán nữa. Thế nên, những ai tin vào The Simpsons có thể dự đoán tương lai vẫn sẽ tin, còn người không tin, cho rằng bộ phim chỉ là sự trùng hợp cũng đúng.